Tất cả thông tin bảng B World Cup 2022, tuyển Anh ra oai. Tuyển Anh rơi vào bảng B khá thuận lợi trong chiến dịch World Cup 2022 nhưng Iran, Mỹ và xứ Wales sở hữu một số cá nhân tài năng và sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn với Tam Sư. Tuyển Anh chắc chắn là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng B vòng chung kết World Cup 2022 nhưng phải vượt qua những thử thách từ Iran, Mỹ và xứ Wales nếu Tam Sư muốn dẫn đầu bảng đấu. Tham vọng của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate chắc chắn không dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng, tuyển Anh muốn tiến thêm một bước nữa. So với việc vào bán kết ở kỳ World Cup lần trước tại Nga vào năm 2018, Iran, đội bị đánh giá yếu nhất bảng là đối thủ đầu tiên của tuyển Anh trong chiến dịch World Cup 2022. Trong khi đó, Mỹ muốn chứng minh việc mình vắng mặt ở kỳ World Cup lần trước chỉ là tai nạn. Còn xứ Wales muốn gây ấn tượng trong kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1958. Dưới đây là thông tin chi tiết về 4 đội ở bảng B World Cup 2022. Tuyển Anh. Số lần tham dự World Cup, 15. Bảng xếp hạng thế giới FIFA, 5. Huấn luyện viên trưởng, Gareth Southgate. World Cup 2022 là giải đấu đo lường sự thành công hay thất bại đối với huấn luyện viên Southgate sau phong độ tệ hại của đội tuyển Anh. Trong năm 2022, nhưng việc Anh lọt vào bán kết World Cup 2018 và Á quân Euro 2020 cho thấy huấn luyện viên của Tam Sư đang đi đúng hướng. Anh đã thắng 8 trong số 10 trận ở vòng loại World Cup để đứng đầu bảng, ghi 39 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Tuy nhiên, trước thềm World Cup 2022, Tam Sư trải qua chuỗi 6 trận không thắng và phải xuống hạng tại Nations League. Điều này đã gây ra nhiều lo ngại cho người hâm mộ bóng đá Anh tại World Cup ở Qatar lần này. Đội hình của Southgate vẫn đầy tài năng và những người như Phil Foden và Harry Kane sẽ đảm bảo cho Anh có thể đứng đầu bảng B. Điều quan trọng với Southgate lúc này là làm sao giữ cho tuyển Anh ổn định để đi hết chặng đường dài ở World Cup 2022. Dự đoán, đứng đầu bảng B. Đội hình chính thức của tuyển Anh tại World Cup 2022. Thủ môn, Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale. Hậu vệ, Harry Maguire, John Stones, Skywalker, Luke Shaw, Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Conor Cody, Ben White. Tiền vệ, Dylan Rice, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Calvin Phillips, Jim Maddison, Conor Gallagher. Tiền đạo, Harry Kane, Phil Foden, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jack Grealish, Callum Wilson. Đoàn, tham dự World Cup, 5. Xếp hạng thế giới của FIFA, 20. Huấn luyện viên trưởng, Carlos Queiroz. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp của Iran dưới thời cựu huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha Queiroz và đội bóng đến từ Trung Đông, đã nhanh chóng trở thành một trong những đội mạnh nhất của bóng đá châu Á. Iran đã không thể vượt qua vòng bảng World Cup vào năm 2014 và 2018 nhưng đã gây ấn tượng với thất bại xít sao trước Tây Ban Nha và hòa với Bồ Đào Nha. Kể từ đó, họ đã lọt vào bán kết ASEAN Cup 2019, đồng thời đảm bảo vị trí của mình tại Qatar sau khi đứng đầu bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với 8 trận thắng, sau 10 trận và xếp trên Hàn Quốc. Iran có một số cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, bao gồm Mehdi Taremi của Porto và Sada Atmal của Bayer Leverkusen trên hàng công. Samir Gurdos của Brentford cũng nằm trong số đó. Nó cho thấy Iran có đủ khả năng để gây rắc rối cho các đội còn lại ở bảng B. Dự đoán, đứng cuối bảng B. Đội hình chính thức của tuyển Iran tại World Cup 2022. Thủ môn, Alireza Behrangvind, Amir Abedzadeh, Sheikh Hossein Hosseini, Payam Niazmend. Hậu vệ, Ehsan Hasafi, Morteza Bouraliganji, Ramin Rezaian, Milad Mohammadi, Hossein Kananizadegan, Soza Khalilzadeh, Sadid Moharami, Rudbe Chesmi, Majid Hosseini, Abolfat Jalali. Tiền vệ, Ahmad Nurolahi, Samir Gurdos, Vahid Yamiri, Seydi Zatolahi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Ali Golizadeh, Ali Karimi. Tiền đạo, Karim Ansarifat, Sada Atmal, Mehdi Taremi. Mỹ, tham dự World Cup, 10. Bảng xếp hạng thế giới FIFA, 16. Huấn luyện viên trưởng, Greg Berhalter. Mỹ đã trở lại World Cup sau khi kỷ lục vượt qua vòng loại World Cup 7 lần liên tiếp của họ kết thúc trước thềm giải đấu 2018 ở Nga. Mỹ đã bất ngờ bị loại khỏi World Cup 4 năm trước, nhưng đã trở lại đúng hướng với 2 lần. Tham dự trận chung kết tại Cúp Vàng CONCACAF vào năm 2019 và 2021, giành chức vô địch sau đó. Mỹ đang có một thế hệ cầu thủ mới mang lại hy vọng mới cho những người yêu mến đội bóng này.
Mỹ đảm bảo vị trí của mình tại Qatar nhờ hiệu số bàn thắng bại với vị trí thứ 3 ở vòng loại Bắc Mỹ vào đầu năm nay. Với một số cá nhân tài năng trong đội bao gồm Sergino Des, Weston McKennie, Christian Pulisic, Giovanni Reina và Timothy Weah, Mỹ là ứng cử viên nặng ký để tiến vào vòng loại trực tiếp cùng với Anh. Dự đoán đứng thứ 3 bảng B. Đội hình chính thức của tuyển Mỹ tại World Cup 2022. Thủ môn Ethan Horvath, Matt Turner, Jim Johnson. Hậu vệ Joe Scully, Sergino Des, Cameron Carter-Vickers, Tyrone Long, Walker Zimmerman, Zach Morey, Deandre Zetlin, Tim Ream, Anton Robinson. Tiền vệ Christian Rondon, Kellyn Acosta, Lucas Latorre, Jonas Musa, Weston McKennie, Tyler Adam, Brandon Aronson. Tiền đạo Jordan Morris, Vinicius Ferreira, Christian Pulisic, John Sargent, Giovanni Reina, Timothy Weah, Heidi Wright, Sirways. Số lần tham dự World Cup 1. Bảng xếp hạng thế giới FIFA 19. Huấn luyện viên trưởng Greg Berhalter. Sau 64 năm kể từ lần cuối cùng và duy nhất họ tham dự World Cup, xứ Wales đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Xứ Wales chắc chắn sẽ tìm cách đi càng sâu càng tốt, ít nhất là vượt qua vòng bảng trước những đối thủ vừa tầm như Mỹ và Iran. Hai lần tham dự giải vô địch châu Âu đã giúp xứ Wales tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn. Sau khi kết thúc với vị trí á quân trong bảng vòng loại World Cup khu vực châu Âu, xứ Wales loại Áo và Ukraine trong trận play-off để giành một suất đến Qatar. Huấn luyện viên Greg Berhalter có một số cầu thủ đầy triển vọng trong đội hình, chẳng hạn như Nico Williams và Giang Diêm. Nhưng nếu ông tìm kiếm một mùa hộ mệnh cho xứ Wales thì cầu thủ đó chắc chắn là Gareth Bale, người ghi bàn liên tục ở vòng loại World Cup. Dự đoán, đứng nhì bảng B. Đội hình chính thức của tuyển xứ Wales tại World Cup 2022. Thủ môn Wayne Hennessy, Danny Ward, Adam Davi. Hậu vệ Ben Davi, Ben Cabango, Tom Lockyer, Joe Rodon, Chris Mepham, Ethan Ampadu, Chris Gunter, Nico Williams, Connor Roberts. Tiền vệ Soba Thomas, Joe Allen, Matthew Smith, Dylan Levitch, Harry Wilson, Joe Morel, Johnny Williams, Aaron Ramsey, Ruben Colwill. Tiền đạo Gareth Bale, Kiefer Moore, Matt Harris, Brandon Johnson, Giang Diêm.